Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 13h30 ngày 24 tháng 12 năm 2021, cả nước đã tiêm trên 143,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm 2021, trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và bắt đầu triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại. Đến ngày 23 tháng 12, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 132 triệu liều, trong đó có hơn 69,5 triệu mũi 1, hơn 60,8 triệu mũi 2, hơn 1 triệu mũi 3 đối với vaccine Abdala, 205.065 liều bổ sung và 446.780 liều nhắc lại. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 97,7% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 85,5% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 cho dân số từ 18 tuổi trở lên lần lượt ở miền Bắc là 94,6% và 81,2%, miền Trung là 94,6% và 83,9%, Tây Nguyên là 90,7% và 69,1%, miền Nam là 100% và 90,4%. Hiện 5 tỉnh có tỷ lệ bao phủ một liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên thấp nhất là Hà Giang 78,9%, Quảng Nam 81,5%, Hưng Yên 83,7%, Cao Bằng 84,3% và Yên Bái 81,5%. Về triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Bộ Y tế cho biết các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm được hơn 10,3 triệu liều, trong đó có hơn 7 triệu mũi 1 và hơn 3,2 triệu mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 77,2% và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là 36,2% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Theo khu vực, tỷ lệ tiêm một mũi và hai mũi cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi lần lượt ở miền Bắc là 71,5% và 22%, miền Trung là 59,8% và 23,6%, Tây Nguyên là 72,5% và 1,4%. Miền Nam là 91,1% và 63,9%. Các tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ hai liều vaccine cho nhóm từ 12 đến 17 tuổi là Hà Nam, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bình Dương, Bạc Liêu, Hậu Giang. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi chỉ định. Đặc biệt, Bộ lưu ý việc ưu tiên tiêm chủng cho người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền.